mắt của Tấn OK Sài Gòn nha mọi người. Tấn OK Sài Gòn cho Úc Chí Phượng hủy chuột chết nha mọi người. Đơn chuột chết ở trong kho mọi người. Tấn Tấn đi Úc Chí Phượng lên mà Úc Chí Phượng biết chuột chết trống đâu mọi người. Để mình quay cho mọi người nha mọi người. Mình đi à, Úc Chí Phượng lên nha mọi người. Mày nhé lên chưa? Trời ơi, nhớ dễ thương quá trời luôn á. Này, mình đi con nhí lên dần dần vệ sinh nha mọi người. Đây, thì mình cho con nhí vô trong quét trước nha mọi người. Bắt quạt rồi. Con xếp đồ ra coi nè. Bắt quá. Sao con nhí trắng quá vậy ta? Cái gì con nhí khỏi đâu, cái đó khỏi đâu. Sợ đâu cả, đâu sụi. Rồi giữ cái đó, để dưới luôn đây, để nhét ở trên đó đó. Này mình đi con nhí đi dọn dẹp vệ sinh nha mọi người. Để mình quay idol cho mọi người coi. Mày mà sụi chạy mà lỡ quá. Mày nhé à, mày nhé, bỏ lên lưới đó mày nhé à. Mày nhé. Mình đây, mình đi, mày nhé đi dọn dẹp vệ sinh nha mọi người, tổng vệ sinh. Để mình lau cam cho sạch cái nha mọi người. Che nắng mặt trời á mọi người. Trái nắng mặt trời á, mình đóng cửa. Sôi. À, Úc Chí Phượng đang dọn dẹp vệ sinh nha mọi người. À, để mình quay cam sau cho mọi người, cam sau mở nha mọi người. À, nay Úc Chí Phượng đi dọn dẹp vệ sinh với Tấn OK nổi tiếng ở Sài Gòn nha mọi người. À, đang dọn dẹp người yêu điện mọi người. Đạo ngô mày mày mơ mình khên cái đấy mà xui cháy mà. Thế mọi người, nay mình với Úc Nhí đi dọn dẹp nha mọi người. Úc Nhí đang dọn dẹp. Thôi coi đúng bạn té coi đúng đắc động ấy. Cô Nhí đừng ơi khỏi đâu. Cô Nhí quét sơ rồi gọi lao xong rồi đừng á. Úc Chí Phượng dọn dẹp quá trời luôn mọi người. Cô Nhí. Cô Nhí, mày mày đừng khó lắm. Cô Nhí, xôi vậy. Không xôi, mà xôi mà bạn tổn thôi. Xây, xây mùi ơi. Đi lấy cái bao cái. Trời ma, ai xôi vậy, vô trần ấy, trời ba chùa. Vô trần thảo, anh trần xí ba ấy. Nè, lấy bọc này nè. Nè, con đi lấy xuống dưới, lấy bọc trâu với cái nè. Tôi đỡ một mình mấy mà mình đến á. Mình đi cho anh Úc Chí Phượng nha mọi người. Mình đi cho anh Úc Chí Phượng thử chuột chết luôn kìa. Xong vô nha. Mấy này bột bán được không? Cái đó hả? Không, cái đó thì không cho đem xuống đâu, cái đó rửa cái đó kia xong để chỗ cũ á. Rồi nãy giờ có như dọn dẹp như nào? Còn đâu? Nha, sao thơm không nãy giờ? Ấy. Ấy nó mút là có sữa hay là kho tự nhiên. Mà chị ở hùa cái cô Nhí à. Ấy không nữa. Cô Nhí. Thôi quá luôn. Cô Nhí à. À điện thoại đuổi bị ấy trời. Mở rồi, lại vô đây con đây mở mọi người. Mở con đèn cho sáng. Mở con đèn cho sáng mọi người. Mình với Úc Nhí đi rửa, đi dọn dẹp nha mọi người. Cô Nhí nhìn nè, chắc không? Nè dạ. Nhìn nó đen thù lùi thấy không? Dạ. Nè ừ nè, ấy con Nhí nó có mập đâu Tấn. Có đâu, vừa mà.
Rồi nãy giờ có giấy dọn dẹp như nào, xôi không? Mày sẽ bị lộn trong giấy nữa. Ê, bọc đen rồi, nhét nó vô đi. Mà quét đi, quét ra đây nè. Rồi, có giấy quét vòng vòng, quét từ bên kia qua luôn ơi. Có giấy phở này mới. Sao tự nhiên hay là giả tạo hả? Trang cái này, ôi không thấy em đang thừa lùi á. Ồ, hai người. Kìa, cô Nhí đi qua, cô Nhí, nãy giờ cô Nhí em dọn dẹp, cô Nhí xôi vậy? Dù, mà thấy mình xôi. Nhí xôi mùi xây đó. Đi. Xôi, lan vợ mình về mà xôi mình đang chứ rồi. Mà ai xôi cho ngon. Mà, khói xôi cháy mà. Nó bắt cho bò mày mà, nấu xôi á, nồi lo ăn chơi cho mỏ. Hết anh ăn chắc bịt ngáo đá nữa. Nãy giờ dọn dẹp nãy giờ mà không biết thối mùi gì chết luôn á mọi người. Rồi anh khơi đi à mày mà, dọn dẹp bỏ qua đi mà đang đứng. Này đó. Đi dạo mày mẹ mình đang chứ đó. Bỏ đó. Sợi gì nữa à? Cô ta có dễ dạo dẹp mày mẹ. Mình đang xôi mùi xây á. Mùi nhí. Mùi nhí. Ê, mày nó chạy được lòng tiếp. Mày nói khó. Đấy mà giận nãy giờ như nó thấy cái gì luôn á. Anh khôi dài đó. Làm sao biết nè. Mà anh ở đây. Mà để phòng lại mà ê giận mày mẹ cho dần lạ món mà mình đang cái đợn quá. Anh có mua ba tuần xuất cái gì vô cũng tụng nè. Ê cái này ngủ quýt bật dụng đây nè. Đang dụng dụng đây nè. Không có phải lấy cột lại cột á. Nó ra hơi thúi lắm. Không thì cột lại. Lấy bột màu vàng cái.
Xui chơi mái lạnh á. Bye bye.